Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hello bên nè. Bà của Hoa đang giũa máy cưa để hình như là cưa. Mình đến đây để cưa gì vậy ba? Đến đây cưa mấy con vua. Dạ, kính chào quý bà con cô bác. Hôm nay đi đến thủ dầu một chưa có ba cái cao vua này nè, mà chưa cái cao này là người ta đi kiếm mua đi về trồng làm kiểng. Giờ sau này cái cao quá nó mỗi lần nó gụng cái tàu xuống á, gụng xuống nó hư đồ dưới đất dưới lớp. Dạ. Rồi gió là có khi nó tét, cái bẻ nó bị nó tét cho nó bay mình không kiểm soát được. Dạ. Giờ nó phải bỏ đi. Dạ. Chứ là nó trồng này mà trồng mà bên làm ngoài công viên hay ngoài chỗ trống này kia thì trồng tốt, còn này ở trong kẹt trong nhà nó trồng kiểng không được. Bà có đón khoảng mấy cây này khoảng cao bao nhiêu mét không ạ? Cây này lên chót đọt khoảng 17 mét, cái đọt tàu lá. Dạ. Cùng cái đọt cao nhất là 17 mét. Dạ. Quá trời cao luôn á. Nhìn ngoài đây. Không mấy cây cao gì vô cả. Cao hơn cái ngang ngôi biệt thự luôn, hai tầng. Nay đi theo ba của Hoa thì có chú Đường. Ở chú đang làm gì vậy chú? Đang rửa mũ cưa. Rửa mũ cưa hả? Chú Đường với anh Hiền nữa. Anh Hiền thì đang chuẩn bị leo lên để cưa mé tàu mấy cây câu vua. Dạ. Bà của Hoa đang chỉ anh Hiền cưa mấy cái tàu để tránh né mấy cái chậu kiển phía bên dưới. Mấy cây ở dưới là mấy cây kiển hoa sứ nè, mấy cây kim quýt là gì nữa, có hoa mai, mai sim. Ở trong đây có một ngôi nhà để uống nước, đây là bác chủ nhà. Anh bẻ cục nó xuống được nè. Thấy giờ giò không? Giờ giò hả? Trời ơi, đẻ. Còn cái gì không biết. Cái hoành ôm không giáp luôn. Anh đóng cái hoành cây cao vua này khoảng bao nhiêu anh Hiền? Dạ. Không hả em, cái hoành cây á, cái này 190 hoành khúc. Trời, cái tay ảnh ôm rồi mà còn hở con khúc. 190 hoành chắc cứu. Nhờ cái chắc cú là 190 hoành. Hiền leo gần tới trên. Dạ. Nhờ bác còn tới. Dạ bác cho hỏi sao mà bác biết được tới ba của con mà nhờ bác. Coi bữa coi lên mạng thấy cắt bên đường hai á. Dạ. Tại ở nhà khi cũng có lên Bluetooth coi á. Dạ. Không biết ổng lâu à, bữa điện mới hỏi tên chứ lại kêu vua khỉ kỳ quá. Dạ. Vua khỉ chỉ là biệt danh thôi. Dạ, ba con tên là Tùng. Nhiều khi ổng sợ ngại mới hỏi. Dạ. Chính tên tự. Rồi nghĩ ổng chắc ngang tuổi chú hơn. Dạ. Dạ, ba con năm nay 50 tuổi rồi. Trời ơi, 50 vậy nhỏ hơn chú á. Dạ. Chú này sao ông ba rồi. Dạ. 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 Hú rồi. Dạ, về hú rồi. Về hú. Hú rồi, con đi làm có nhà đâu có muốn vợ gì đâu, gần nổi đâu. Dạ. Dạ. Với lại mấy cây này cao quá mà kế vách nhà nữa. Dạ. Đâu có nhà đâu.
Dạ. Dạ bác, mấy cái cây cao bua này nó được khoảng bao nhiêu năm rồi bác? 12 năm. Dạ. Lúc cắt nhà cái trồng luôn 2010. 2010 tới nay là 12 năm. Dạ. Dạ. Nó dễ nhớ lắm tại vì chẳng năm về dễ nhớ. Đúng 12 con giáp. Nàng leo lên đang mé tàu, mấy cái tàu cao và sử dụng cái máy cưa nhỏ đuôi cục của ba cũng không? À, máy Austin MS-192T. Thấy mà hỏi chưa số điện thoại đó. Dạ. Đó, bà của Hoa chỉ anh Hiền cưa nhá, nhẹ nhẹ xong rồi gác máy cưa vào trong cái đai rồi mới bẻ xuống. Chưa đủ anh Hiền ơi. Hình như cái bẻ cao vô nó còn bự quá. Ba của Hòa mới nghe điện thoại được là có người nhận được cái lá cam mà. Lá cam đã phẩm bị rớt trên cầu Mỹ Thuận đó nè. Cái lá cam đó thì bị rớt ở trên cầu Mỹ Thuận, nhưng mà cái gì ở dưới Mỹ Thiện lâm được. Ba của Hòa cưa mấy cây dừa ở dưới thì nhờ ba của Hòa phát lên mạng xã hội để tìm lại được chủ nhân của cái lá cam đó. Cắt mà dính còn một miếng dài vậy, dài rồi. Ba cây nằm liền kề nhau luôn. Lá của tàu con vua nó đang xen vào nhau. Thank you.
thù. Bức tranh nhận thấy rõ không? Giống người ngọn giáo á, cái đó thì như ngọn giáo thì nó khắn chứ. Anh Hiền sẽ cưa cái phần mo cao bỏ, còn cái phần thân cao vua thì ba của Hoa chút nữa sẽ dùng cái máy lớn lên để cưa. Cái máy đó thì yếu và cái lam cũng không giáp luôn. Cái phần mo cao nó rất là trơn luôn. Cho ba của Hoa cưa đang truyền cái máy cưa xuống, chắc có lẽ là anh Hiền sẽ cưa mấy cái tàu câu vua bên kia, bên hai cây còn lại để cho ba của Hoa cưa mấy cái phần lóng.
xứ này, này bên đây nó giống đi. Phải có cái sự điện dụng gì đó khác rồi. Anh Hàng mới cột cái sợi dây dù đó, ngay trên phần đầu để chút nữa ba con hoa cưa, có thể là cưa khớp khúc ra làm nhiều khúc khác nhau. Tại vì bên kia cũng trống nè. Đâm vô sâu quá, khúc là hơi mệt. Hồi nãy có cái đường dây điện nhưng mà anh Hiền đã mở rồi. Anh vòng hai cái tay ra mà mới được phần nửa thân cây thôi. Cả dây dài dài dễ xuống rồi nè. Dịnh hai con dây. Anh vô không à, anh chỉ chứ em cũng biết không, tại em chưa leo bây giờ. Củ hủ cao củ chú ơi. Cao chú ơi. Củ hủ dừa rất là ngon chứ đừng nói. Ngon mà chú đạp vậy hết ngon rồi. Chồng 12 năm mà đấu có 1 giờ. Anh giác chờ lên thiệt. Anh giác mà cây đấu thì cũng hơi mệt. Mà mày cũng mệt có tiền. Chứ đâu phải nó tự nhiên tiền đâu có sẵn. Rồi bây giờ anh nghỉ mệt một xíu hay là leo lên cái ba luôn? Anh mệt một xíu, mình xuống cái này nữa, cái này nữa. Rồi. Cái đầu em anh cục như cái đó. Cái anh xuống đây khóc anh hoa mẹ. Uống nước lạnh đi anh ơi. Đẩy luôn này luôn. Thôi thôi leo luôn. Tối ngày chọc rồi. Chào bà con nha. Rồi. Ui dừa ớt củ cao trời. Trời ơi chia. Chia ba con gì có chút xíu chú được nguyên củ luôn vậy. Bắt về đi, bắt gái cũng đang ăn thử. Cảm nhận hồi đó giờ như thế nào bác? Ngọt lạ. Hồi đó giờ bác chưa ăn phải không bác? Dạ. Có dừa thì có ăn. Dạ. Dạ. Mới bốt là gặp là mình phải đem về mình ăn. Có dừa biết. Hồi săn quá. Hồi săn quá. Tại nãy trẻ vô tới đụng ba nhất á. Cảm ơn chú chắc nhất. Ăn ở trên đi đừng ăn ở dưới. Làm hết củ đó đi chiều nay ở trưa nay đỡ chầu cơm trưa. Mới muốn lính này là không có tốt được cơm. Ăn chanh chấm muối ớt. Ăn ăn là có hai trái xài với trái măng cầu. Măng cầu ta. Chè quất có hai ly à. Quá cho nãy giờ anh Hiền cũng đã cưa mấy nhánh cây con vua thứ hai. Và cũng có cột dây luôn rồi. Nãy giờ có chặt mé cái tàu cao vua rồi. Ba của hoa tiếp tục leo lên để cưa khớp khúc. Nó cưa từng lóng nhỏ không à. Đây chắc bà của hoa cưa khớp hai khúc quá. Cái một. Cái phần thân cao vua thì nó giữ nước lại nên cái mạc cưa nó dính cục 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 ở trên cái máy cưa. Ba của hai đang cưa mở miệng cái thân cây cao vua. Chắc
cưa cái mặt kéo không ăn rồi nên đổi cái máy 023. Bà của họ phải đi ra phía sau lưng của cây cầu vua để cưa cho cái lóng nó xuống. Bà con Hoa có lót mấy cái tàu cầu vua nè để chút nữa dễ cưa mấy cái phần thân, dễ cưa ra từng lóng thôi. Mình hãy dây lên quấn thêm khúc phía trên. Cắt khúc này trước rồi mới cưa được lắm kia.
đây các chú. Chính xác của cầu vua quá nhiều. Mấy bữa nay trời mưa nên bởi vậy cây cầu vua nó giữ nước. Mỗi cái móng leo nó nằm vô là có nước chảy ra. Vào phần cuối của ba cây cao vuông, hãy cùng đón xem ba con hoa sẽ cưa hoàn thành ba cây cao vuông này như thế nào. Nếu thấy video này hay thì cho hoa xin một nút like và chia sẻ, và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.